Hello, xin chào cả nhà. Trời ơi, hôm nay hết sạch cả video đăng lên mà bảo làm video mà ngại quá cả nhà ơi, ngại ơi là ngại. Từ hôm qua hôm nay cứ cứ lấn gân mà đến giờ tối là ngồi cứ buồn ngủ ngủ gật, nhưng mà bắt buộc vẫn phải làm. Không là mai không có video đăng lên để cho các bạn xem. Thì trước khi đi vào chia sẻ thì nhân tiện năm mới sắp tới, xin chúc các bạn trên toàn thế giới, trong nước cũng như ngoài nước, châu Âu và châu Á có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, bình an và an khang thịnh vượng. Thì cái câu chúc này thì nó cũng muôn thuở, mình cũng chẳng biết là chúc như thế nào, nhưng mà có lẽ là ok. Thì ai cũng cầu mong, ai cũng muốn có cái cuộc sống tốt đẹp và mạnh khỏe, may mắn, bình an. Và cũng không quên cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Trong thời gian qua có cháu nhiệt tình ơi là nhiệt tình cứ đi theo cô, ủng hộ và giúp đỡ cô rất rất là nhiều. Cô cảm ơn nhiều lắm. Thì hôm nay là mình có một cái chủ đề. Cái chủ đề này thì nó cũng là về của riêng tư thôi, cũng lâu lắm rồi các bạn. Ngày xưa thì mình cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà lâu lâu thì nhắc lại tí cho nó, nhắc lại tí. Thì nhanh quá các bạn ạ. Mình ra đi năm 1987, tháng 5 năm 1987, thì lúc đấy mình đã 32 tuổi rồi. Thì đến bây giờ là bao nhiêu các bạn tính là nào, đến năm nay là 2023, là các bạn tính cho mình đi xem là mình bao nhiêu năm ở Đức rồi nhá. Quá cũ rồi, quá lâu rồi. Từ cái lúc mà đi vẫn còn trẻ, mặt mũi nhẵn nhụi, không có tóc bạc, không có nhăn nheo, mắt không phải đeo kiếng, bây giờ là đeo kính rồi. Nhăn nheo tóc bạc rồi, ôi già quá, nhanh quá. Cuộc đời công nhận là mình nhớ như ngày xưa, có một ông cụ ông ấy nói là đời người tựa hồ như một con cái gì, ngựa hồ nhảy qua cửa sổ. Mình nhớ mãi câu ông cụ nói nhưng mà mình không hiểu được này, cái câu nói nó như thế nào, nhưng mà mình chỉ hình dung chắc là cụ nói là đời người nó nhanh quá, nó rất là nhanh qua. Thì đấy, rất là lâu rồi. Thì hôm nay lại ôn lại một tí xíu cái cuộc đời của mình. Và trong cái video này thì trong cái kênh của mình ấy là có 13 cái video mình nói về cái cuộc đời của mình nó cơ cực làm sao, nhưng mà lâu lâu thì nhắc lại một xíu. Nhưng mà cũng có rất nhiều bạn không biết, những bạn nào mà theo cái kênh giúp đỡ mình từ đầu ấy thì các bạn hiểu biết được, nhưng còn không thì các bạn cũng không biết được. Thì hôm nay mình ôn lại một xíu thôi nhá. Thì cái chủ đề của cái video này là ra đi. Người ta bảo người ta ra đi hai bàn tay trắng, nhưng mình không phải là ra đi hai bàn tay trắng các bạn nhé. Mình ra đi là mình có một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn rửa mặt. Các bạn có biết không? Mình tâm sự thật, cái cuộc sống của mình ấy, về cái cuộc hôn nhân rất 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 là khổ. Thậm chí mà mình không cả đánh răng các bạn, không đánh răng, sáng dậy không đánh răng, không rửa mặt. Đấy, nói thì các bạn cười nhưng mà thôi, sự thật nó vẫn là sự thật. Các bạn nào cứ cười hoặc là thương thì mỗi người một ý hiểu khác nhau. Các bạn thương, các bạn cười mình không cấm được. Thì ở nhà ấy, cuộc sống mưu sinh rồi cái thời bao cấp với nó khổ lắm, cái thời bao cấp với rất là khổ, không có thời gian mà cái gì cũng thiếu thốn, nuôi con thì cơ cực, mà trong khi đó thì cuộc sống nó không được yên ổn, lại còn bị mẹ chồng suốt ngày là gây sự. Nên người ta nói là một cái nhân vật thứ ba đấy. Thì mẹ chồng mình là chỉ có mình chồng mình thôi. Bà cụ hóa chồng từ năm 24 tuổi này đứng vậy nuôi con. Cho nên là người người xưa người ta nói là những người mà
hóa chồng đứng vậy nuôi con ấy, thì một mình ấy thì hay ghen hạnh phúc với con, như cái này mình nói các bạn thông cảm, đây là mình đúc kết thôi mà, chứ không mình tự mình không gán cho mẹ chồng mình. Chồng mình với mình ấy cũng chia tay nhau từ 2000 đến năm 2000 là đơn, nhưng mà đến 2003 là dứt dứt điểm rồi, cho đến bây giờ mình vẫn sống độc thân các bạn nhé. Thì mẹ chồng mình thì cũng mới qua đời năm ngoái rồi, cũng nhanh lắm, cũng 1 năm rồi, bà cũng cũng thọ lắm, hơn 90 tuổi. Thì rất rất là khổ, bà cụ toàn là bà cụ nói thẳng với mẹ mình ấy là em chỉ sợ chúng nó yêu nhau rồi chúng nó bỏ em thôi, cho nên suốt ngày tìm cách mà để gây sự, để mà tìm cách để mà làm thế nào mà để cho chồng mình nghe. Thì mình thì thật sự là mình bản chất con gái nông thôn, cho nên là không có khéo léo, không biết gió chiều nào che chiều đấy, hoặc không biết lựa chồng, không biết nịnh mẹ chồng, mà cứ thẳng thẳng thật và làm và nuôi con. Cuộc sống thì vất vả, thời buổi bao cấp thì nếu bạn nào mà cùng lứa tuổi mình của mình ấy, thì các bạn cũng biết thời buổi bao cấp ấy, cái gì nó cũng thiếu thốn khổ lắm, thiếu thốn đủ đường ấy, đến nỗi mà cái xe đạp của mình ấy mà tích đến mấy năm thì mới đủ phụ tùng để mà lắp. Thì mình ngày xưa là cái ở Bắc Giang mình thời ngày trước ấy là nó là không phải là Bắc Giang như bây giờ đâu, ngày xưa là Hà Bắc. Thì có một cái xưởng Song Thịnh, cái xưởng chuyên sản xuất khung xe đạp Song Thịnh, thì là được mua một cái khung xe Song Thịnh ấy là thích lắm. Thế là cứ để dành rồi bao cấp, với là mỗi một đợt là ví dụ như cửa hàng là 20 người nhưng mà nó chỉ có ba bốn cái mặt hàng lốp hoặc xăm hoặc là đùi xe đạp hoặc là bàn bàn đạp đấy, ví dụ thế, thì chỉ được có ba bốn thứ thôi. Thì gấp thăm, nhưng mà mình gấp thăm thì mình có bao giờ được may mắn đâu các bạn, chả bao giờ được may mắn, chẳng được, chẳng được gì cả. Thì cứ tích cóp mãi, tích cóp mãi thì mới đủ được phụ tùng, thì mang về để cho thằng em mình nó lắp cho. Thế thằng em nó lắp cho thì cứ và mang về để có chồng cũng như không đấy các bạn ạ. Ông chồng mình ấy, thời đấy là có một cái xe Liên Xô xuống khung nhẹ lắm mà nó chắc chắn lắm, nhưng mà ông giữ, nói xin lỗi các bạn, nó giữ như giữ mà tổ ấy, mình không được phép đi đâu. Ông ấy giữ kinh lắm, thế là mình cứ mang mà ông không có làm cho đâu, thì mình cứ mang về để cho thằng em nó lắp cho, thì mình lại lôi xe ở nhà đi. Mà cái mức độ mà cái xe đạp của mình ấy là cái lốp của nó phình ấy, thì nó có phình thì nếu bạn nào cái thời đấy các bạn đi thì các bạn sẽ biết, thì nó phình là mình ở cái mình làm công công nhân may mà cái cửa hàng may đo, thế là nó có cái dải vải nó dài thế này này, thế là mình cứ quấn 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 vào, thì là cứ cái đấy nó đi qua hai cái càng đằng trước là bắt đầu nó phịch 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 phịch. Thế còn cái yên ấy thì cái lò xo nó hỏng hỏng hết. Cuộc sống của mình nói chung là nó khổ lắm ấy, nhưng mà đây là mình kể vắn tắt thôi các bạn ạ, dài lắm. Thì nó hỏng hết cái yên của nó, thì nó cái lò xo nó hỏng hết, thì mình còn lấy một cái mảnh gỗ, mình cũng khéo tay, mình lấy một cái mảnh gỗ mình đẽo hình cái yên cho mình cho xuống dưới ngồi, thì lúc đầu nó cũng rất là đau, nhưng mà ngồi xong rồi nó cũng quen, cũng giống như là cái ghế gỗ ở nhà mình ngồi đấy, mới đầu nó đau nhưng sau nó quen. Thì nếu mà ai mượn này đi không đi được kêu lắm. Thế mà mình cứ đùa ấy, cái thời đấy mình cứ bảo chứ xe của mình mới để quên ở trước cửa công ty Bách Hóa, cũng chẳng bao giờ ai người ta lấy, chẳng ai người ta ăn cắp, mức độ như thế ấy. Thế là nó lắp cho khổ lắm các bạn ạ. Mà cũng chính vì cái xe của mình nó khổ như thế cho mình được đi Tây đấy. Cái gì thế, người ta thường nói là ông trời không lấy của ai tất cả mà cũng không cho ai tất cả, đúng là như thế. Thì nó rất rất là khổ. Thì một ngày đẹp trời ấy là cái anh mà mình gọi là anh thôi, với mình thôi thì bây giờ là cũng lên ông lên bà, mà anh ấy là hơn tuổi của mình thì năm nay chắc phải tám mấy 90 rồi, nhanh thế đấy. Thì anh ấy làm phó phòng điều phối của thị xã Bắc Giang ấy, thời đấy là thị xã Bắc Giang chứ không phải là tỉnh Bắc Giang bây giờ đâu. Thì anh ấy mới đến chỗ cái cửa hàng máy đo của mình ấy, anh ấy bảo cái cô mà cùng cùng gần nhà anh ấy, thì cái cô
cùng làm với mình. Thì anh ấy gọi cô ấy ra ngoài sân, anh ấy nói là có đợt đi Đức đây, mày có đi tao giúp. Thì mình mới nghe lỏm được, mình hỏi người ta giấu lắm, mình giấu mà mình á, mình là gái nhà quê chính cống các bạn ơi, gái nhà quê chính cống ấy thì không không có cha vơ chú pháo, không có anh em họ hàng, không có thân thích gì cả để mà nhờ vả một thân vận động. Thì mà trong cái đó thì mình cực lắm, cực ấy. Úi dồi, bây giờ mình kể lại mà những cái bạn nào mà không biết thì chắc là các bạn cũng hứng thú xem lắm. Thì anh ấy mới đến, anh ấy bảo thì mình mới nghe lỏng được, mình hỏi thì mọi người giấu lắm. Thế sau rồi mình cũng cố tình mình hỏi được ra, mình hỏi được ra thì cứ tối về là mình mới cho con mình ngủ, tắm rửa rồi cho nó ăn rồi nó ngủ, xong là mình lừa con mình đi. Mình đi thì mình mới đến nhà anh ấy, mình gõ cửa. Thì cái thời đấy nó vẫn còn chưa kiểu như là như bây giờ, nó vẫn còn con người nó vẫn còn quý nhau mà nó vẫn còn thật thà lắm. Thế nói thật với các bạn là mình đi ấy, mình chẳng mất đồng nào, hộ chiếu mình không phải làm, cũng có người làm cho. Nhưng mà sau đợt mình đi là người ta đã mất tiền rồi nhá. Đấy, nó khác. Thì mình mới hỏi, mình đến nhà anh ấy thì tại vì nghe tin ấy là có đợt đi, nhưng mà mình cứ đến nhà cái bác trưởng phòng tổ chức mình lăn lỉ mình xin đi. Thì bác ấy cứ trốn ấy, bác không dám. Tại vì người ta cái thời đấy, cái đợt đầu ấy, năm tháng 5 năm 87 thì người ta chỉ lấy đến 30 tuổi trở xuống thôi. Lúc đấy mình là 32 tuổi rồi. Thì anh không dám, mà anh phải trốn thì mình cứ lăn lỉ. Xong rồi sau mình mới đến nhà bác kia thì bác ấy cũng tìm hiểu. Thì bác ấy mới bảo là ngày mai đã khám sức khỏe rồi, hôm nay mày mới bảo thì thôi, thì tao giúp được thì giúp, mà không giúp được thì mày cũng đừng trách. Thì bác ấy cũng tìm hiểu, bác ấy biết là mình đi lính về. Thì bác ấy viết một cái lá thư để mình cầm cái thư đấy mình đưa cho cái anh trưởng phòng tổ chức ý. Bác ấy nói là cô ấy có đóng góp nghĩa vụ quân sự, nếu mà xét thấy đạo đức của cô ấy mà tốt thì cứ cho cô ấy đi khám. Thế là mình cầm về mình đưa cho bác ấy. Thế là bác bảo ok. Cái ok là mình nói thôi chứ ngày xưa làm gì có ok ok. Thế bảo là thôi được rồi, thế này thì tôi sẽ cho cô đi, chứ tôi cứ chiều theo cấp trên chứ tôi không dám qua rồi cấp trên người ta khiển trách tôi. Thế là mình được đi khám. Thì mình mới ngồi mình nghĩ, mình bảo thôi chết rồi, ngày mai đi khám sức khỏe mà mình chẳng có quen biết ai, chẳng có ai giúp đỡ cả, mà những người người ta đi thì vợ chồng người ta cứ đèo nhau, người ta đi người nhà người cửa để người ta nói trước, mà mình chẳng có ai, mình lo quá. Thế xong là mình mới ngồi mình nghĩ ra, mình bảo trước cửa nhà mình có một cái anh làm trong bệnh viện. Thì mình mới sang mình bảo là anh ơi, anh ấy tên là gì quên tên gì nhỉ. Mình bảo anh giúp em ngày mà em đi khám đi Tây, anh giúp em với, thì nếu mà được đi thì em sẽ gửi về biếu anh cái xe Mifa. Thế thì anh mới nói là tại vì ở quanh đấy ai người ta cũng biết là mình hoàn cảnh rất rất là khổ, mà mẹ chồng rồi chồng đánh đập, rồi nói chung là đối xử thì nếu mà nói thì có thể các bạn cho là mình là không có lửa thì bao giờ có khói, chắc là chẳng ra gì thì người ta mới đánh đập, nhưng mà không phải các bạn ạ. Có trong hoàn cảnh thì mới biết được, nói chung là nó dài lắm. Thì đây là mình chỉ kể vắn tắt thôi. Thì cái lý do mà tại sao mà mình nói là ra đi là mình không hai bàn tay trắng như mọi người, mà mình có một cái bàn chải đánh răng và cái khăn rửa mặt. Và đến hiện nay đến bây giờ thì mình rất rất là giàu có. Mà giàu có như thế nào thì mong các bạn xem hết video nhé. Thì mình nói tiếp ý là anh mới nói là thôi xe Mifa đâu thì tôi không biết, nhưng mà mua cho tôi 33 số để tôi tiếp khách. Thì mình mới mua cho anh ấy cái 33 số. Thì những người mà đi trước ý là người ta gọi tên, nhưng mà người ta ghi tên người ta cắm ở đấy rồi, người ta chỉ gọi vào người ta khám, kiểu như là gọi là khám thôi. Chứ còn một cô nữa, cô ấy cũng hoàn cảnh khổ lắm, hai vợ chồng bỏ nhau nuôi một đứa con cũng nghèo ở tập thể, mà ông anh thì làm trưởng phòng làm cái gì nhỉ,
phó phòng phó 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 phòng tổ chức gì đấy, thì không chịu ấy, vào cái hai tay chống lạnh, xong rồi là không gì, thế là cô ấy đi khám, cô ấy bị trượt để tội nghiệp. Thì cái cửa hàng của mình ai cũng mong là mình mong mình và cô ấy đi được. Thì đến lúc là mình đi khám được thì từ cái lúc mà mình quen cái anh đấy, là cái anh mà xin anh ấy là trưởng phòng điều phối của thị xã Bắc Giang ấy, là anh ấy giúp đỡ mình ấy, thì tối nào mình cũng đi xe đạp, mình cho con mình ngủ, xong rồi mình đến đây mình hỏi anh ấy, thì anh ấy bảo cô cứ yên tâm, cứ yên tâm, thì đến lúc mà được rồi thì mình mới đến mình nói là anh giúp cô đỡ em thì đã đến bây giờ là được 99% rồi, còn mình nghe thế, em nghe thấy người ta nói là ra Nội Bài ấy là có thể người ta sẽ đẩy mình ra và người ta nhét người nhà người ta vào, thì thôi thì cái đấy là việc ở ngoài Nội Bài, còn ở nhà thì anh giúp em, như thế là ok, như thế là được 99% rồi, thì em gửi anh ít tiền để anh chè thuốc cho người ta. Anh bảo không 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 không, cái hoàn cảnh của mày khổ lắm, tao thấy tao nhìn cái xe đạp của mày tao biết đấy, anh cũng tìm hiểu như thế đấy các bạn. Thì anh ấy không không cầm, anh bảo nếu mà mày mà làm thế tao sẽ rút hết hồ sơ vào, rút hết hồ sơ về, mà anh không lấy một đồng nào các bạn, lại không lấy một đồng nào. Thế mình mới bảo là thế anh không sợ người ta nói là qua sông à? Anh bảo không sao, miễn là mày đi mày ăn lên làm ra thì mày nhớ đến người giúp đỡ. Thế thì là mình rất là may mắn, thì mình đi. Thôi nhá, cái này thì nó cũng dài, thì mình sẽ kể tiếp cái phần 2 các bạn nhé. Và sau đây thì mời các bạn nghe tiếp phần 2.